Chào mọi người, mình là Khôi, mình đến từ nhà cụ Minh Phục. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cây đàn mang thương hiệu Nook WK310. Hãy theo chân mình nhé. Let's go. Đây là cây đàn Nook WK310. Bây giờ mình sẽ đập thùng và hướng dẫn mọi người cách lắp ráp. Bước đầu tiên là chúng ta sẽ khui thùng đàn. Bên trong thùng đàn thì nó sẽ có là sắt hướng dẫn, cục nguồn và một số linh kiện để gắn đàn. Trong thùng đàn thì nó sẽ có một đầu đàn, hai chân đàn hai bên, một chân bê đan và một cái bán sau. Bước thứ nhất là chúng ta sẽ gắn hai chân đàn với chân bê đan. Sau đó là chúng ta sẽ gắn mặt ván phía sau. Và cuối cùng là chúng ta sẽ lắp đầu đàn. Và thế là đã xong, hoàn thiện một cái đàn hoàn chỉnh. Trên cây đàn Nook WK310. Cảm nhận của mọi người về cây đàn như thế nào thì hãy để lại bình luận phía dưới video này cho mình nhé. Cảm ơn mọi người. Chúc mọi người một ngày tốt lành.